Xin chào các em. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em cùng viết mở bài cho bài thơ Tỏ lòng của nhà thơ Phạm Ngũ Lão. Trước khi chúng ta đi tham khảo hai mở bài dưới đây, các em chú ý về bài thơ Tỏ lòng và nhà thơ Phạm Ngũ Lão. Để chúng ta viết được một mở bài, chúng ta phải đặt cái tác phẩm đấy trong thời đại cụ thể, đó là thời đại nhà Trần. Khi học bài khái quát văn học Trung Đại Việt Nam từ thế kỷ 10 đến hết thế kỷ 19, các em có thể hình dung được rằng thời đại nhà Trần là một thời đại rất hào hùng, và cái âm hưởng hào hùng đó của thời đại đó đã ngân vang vào trong thơ văn dân tộc. Những nhà văn, nhà thơ của thời Trần, họ đồng thời là những võ tướng. Hay nói cách khác, họ là những võ tướng tài năng mà tâm hồn thì vô cùng phóng khoáng. Và một trong những nhà văn, nhà thơ đó chính là Phạm Ngũ Lão. Các em có thể đi từ cái thời đại để chúng ta có cái nhìn liên hệ soi chiếu vào tác phẩm của Phạm Ngũ Lão, từ đó mà chúng ta hình thành lên cho mình một cái mở bài phù hợp. Và sau đây cô sẽ đi vào cụ thể từng mở bài. Mở bài thứ nhất: có thể nói, trong suốt chiều dài lịch sử phong kiến Việt Nam, nhà Trần từ năm 1226 đến năm 1401 là triều đại rực rỡ với những kỳ tích chống ngoại xâm, với tinh thần đoàn kết trên dưới một lòng giữa nhân dân, tướng sĩ, với những võ tướng tài năng mà tâm hồn phóng khoáng. Thời đại đó đã ngân vang âm hưởng hào hùng vào thơ văn dân tộc. Bài thơ Tỏ lòng của Phạm Ngũ Lão ngắn gọn mà hàm súc đã thể hiện được hào khí đó. Và để hoàn chỉnh một cái mở bài thì các em lưu ý ở đằng sau cái phần cô cung cấp cho các em, thì các em sẽ nhìn vào đề bài cụ thể để chúng ta có thể đưa vào cái vấn đề cần nghị luận vào đằng sau đây, và chúng ta sẽ bổ sung cho hoàn thiện một mở bài. Đến mở bài thứ hai, nhà sử học thế kỷ 15 Ngô Sĩ Liên đã từng viết: tôi từng thấy các danh tướng nhà Trần như Hưng Đạo Vương thì học vấn tỏ ra ở bài hịch, Phạm Điện Súy thì học vấn biểu hiện ở câu thơ, nào phải riêng chuyên về nghề võ. Nhắc đến thơ của Phạm Ngũ Lão, phải kể đến Thuật Hoài, hay ta gọi là Tỏ lòng, một trong hai bài thơ hiện còn của ông. Đó là tác phẩm chữ Hán theo thể đường luật, đạt tới độ xúc tích cao, mà người đọc nhận thấy được âm hưởng hào hùng của thời đại nhà Trần. Đó là hào khí Đông A. Và đến đây các em sẽ đưa vào tiếp cái vấn đề cận nghị luận ở mỗi đề bài cụ thể. Và cô lưu ý, nếu như đề bài đó là cái vẻ đẹp của hào khí Đông A được thể hiện qua bài thơ Tỏ lòng, thì các em vẫn giữ nguyên cái mở bài này. Còn nếu như đó là vẻ đẹp của Trang Nam Nhi, vẻ đẹp của con người thời Trần, thì chúng ta sẽ thêm vào một chút để hoàn thiện cái mở bài này. Trên đây là hai mở bài mà cô cung cấp cho các em để các em có thể tham khảo trong quá trình các em hình thành một cái mở bài của riêng mình. Cô cảm ơn các em đã theo dõi. Xin chào các em.